Xin chào quý vị và các bạn. Tôi tên là Duong Gia Liem. Tôi là họa sĩ. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục với bức tranh con chó với đồ ăn. Tôi đang quay tôi đang vẽ cái phần con chó. Vì vậy, tôi sẽ zoom lại cái phần con chó. Cho quý vị nhìn thấy rõ hơn. And it was shrimp and fish, good. And then fish and the dog got very good with the pita. This and it love. Shrimp and sandwich. Stop. Chó rất là thân thiện với con người, vì vậy là thú vui với con chó. Gia đình tôi nuôi chó nên là người ta nuôi chó.
trên những ngọn núi xa dần, những ngọn núi của quê chúng tôi. Phía sau sẽ được gồng lên ngay lập tức. Lý do tôi vẽ những ngọn núi là bởi cây hương của tôi ở trên núi.
duy trong tiếng Việt và giúp tôi suy nghĩ nhanh hơn trong tiếng Anh. Rất là bất ngờ với bức tranh. Tôi không tỏ ra những cái chuyển hướng, thu nhỏ lại một chút để nhìn rõ hơn. Quý vị nhìn xem bút pháp của tôi, rất là nhiều màu sắc. Hiện tại trời rất là tối rồi, em hiệu ứng đèn flash đang nhấp nháy. Chúng ta cần 2 phút nữa để xem tôi hoàn thiện cái bức tranh này. Yeah.
cả bức tranh. Thank you.